nó không biết mẹ đâu, tao chơi chơi là người biết ai tao nổi nó hết. Rồi nó có hai người nó học bên kia hát cho luôn. Mày có muốn biết đâu? Bây giờ tao đi ra mà 3-2 bữa nay tao nhớ biết là được gì vậy? Tụi bữa bữa cháu mình ngọng mày chơi ở ngoài cái cửa là chơi đánh cái vòng vòng mày biết là được đi đâu tao không dám. Rồi này kia điện cho tao luôn. Mày nhớ lúc mà tao bước ra trái chiều tao ra Hải không, mày làm nó bước ra luôn không? Rồi chứ cố định chụp hình tao, từ tao đặng biết rằng người khác thấy không? Rồi đó là đó, mà người trong nhà nó dành biết mình trong cái nhà nào rồi trong nhà thì ra được đó, mà thế là tao không mua bữa ăn tao dễ vậy, mẹ tao dễ chết đi. Tao muốn đi đâu tao muốn ra về nào tao nói là ngày mốt, ngày mai ai hỏi tao mốt quay không à? Bác sử dụng cái lon này, cái lon tớ này á, nó đâu phải là đơn giản đâu. Tao làm thì quá làm nó làm sao là để nó không có cách gì để nó đâu cái gì được nó bị đụng về. Nó vậy thôi, đụng được của chị Ni vậy đó. Không còn sao nó không bằng nó đâu. Thì nó lại đụng tao nó nói vậy đâu. Nó là rồi, sao thì luôn á, chán cơ luôn. Ôi, video. Trời ơi, thôi dặn là đó. Bây giờ nó rối răng lên hết rồi. Là vậy nè, nó sợ không nghe ai á, là nói là có người đi theo ám sát ông. Đi theo giết ông, ám sát ông gì đó. Rồi bắt đầu anh biết không? Anh thử xem điên lắm, anh là cái người mình, anh hiểu không? Nếu mà xảy ra câu chuyện này là em hiểu có người thao túng rồi, cho nên chính anh Sử anh mới là cái người nói. Cái đoạn này thì cho Phúc Khang xin nói thêm chút xíu. Ở Việt Nam đâu phải là giống như là những cái chỗ mà nói chung là ở Việt Nam đi, đâu phải chuyện mình nó muốn xử ai xử, muốn làm gì làm, có luật pháp đàng hoàng mà. Thì mong là những cái câu chuyện như vậy để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn cũng như là anh Sử có nghe được cái video này thì chị Ni đã cũng có nói là gọi điện với anh, đã anh cũng có những cái thông tin không đúng thì anh cũng có nói là chị Ni để đính chính, thì để tránh trường hợp khán giả cũng như là cộng đồng mạng nghĩ xấu hoặc là nghĩ không đúng gì thì trên một cái video này thì kênh sẽ làm những cái video này để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn những thông tin chính xác của anh Quốc Võ và chị Ni nha cô chú anh chị và các bạn. Cẩn thận đi chứ nhiều khi á, nhiều khi á làm đi bị bên kia gài vô đó, cho nên em mới nói với anh Sử là cái câu chuyện là gài vô là anh Sử nói đó chứ đâu phải người ngoài nói đâu. Thì em nói giận, em mới nói với anh Sử là dù anh Sử mới nói là bây giờ anh cứ nói với em là tôi có lỗi với chị nhiều lắm. Thì em hỏi là lỗi gì? Thì anh Sử nói là tôi là cái người khuyên trong nhà là phải có chị, mà bây giờ tôi thấy chị như vậy thì tôi mới có lỗi với chị. Thì anh mới nói câu là bây giờ tất cả anh làm là vì em chứ phải vì anh rồi, sao là vì em được? Còn ví dụ em cũng đính chính là từ lúc mà em tiếp xúc với Lan tới bây giờ là Lan chưa hề nói xấu chúng Sự nó một tiếng nào hết, và thậm chí đi Đà Lạt nó còn nói với Đèn chị Ni ơi, ở nhà không biết chú Sự ăn cái gì nữa, rồi tiền ăn ở nhà nữa nó coi nó, mà nhiều khi từ khi mà em mất rồi có chú Sự ở nhà là công chuyện ở trong nhà là một tay nhờ chú Sự không coi nó hết, từ việc đang rồi trong trang thờ rồi nhà cửa này kia ổng đàn ông đó điện đốt này kia đi đây bóc điện đâu lên chú Sự hết, mà sao tự nhiên bây giờ xảy ra sự em cũng bất ngờ, tại vì anh Sự là cái người kêu em là nơi ơi, tại vì youtuber là ai điện thoại cho anh Sự á thì lúc nói anh Sự là bị ai ám sát rồi cơ người ám sát gì đó anh Sự nói anh với là anh biết có người theo dõi anh tự giết anh rồi ai đã bị giết anh có bị gì không? Anh Sự cái đó là người youtuber điện thoại cho anh Sự trước sau đó anh Sự mới điện cho em. Nó nói là bắt buộc rồi thì anh mới anh nhờ đi á là anh Sự nói là anh cứ em là chị không em, em nhờ chị Ni là đứng lên đứng chính cho để gặp đồng mẹ nó chỉ trích nó tấn công cái Lan để tránh lại hôm qua anh nhờ em đó em mới được phép đăng cái video của anh lên trên YouTube lên Facebook là em biết được là em đăng lên Facebook thì em để đến chính là cái gì em làm đúng cho bên đăng nghiệp em tính chính thôi chẳng định quách thủy đi nó là gì em đang theo bên tiệm mình đúng chuyện thôi. Đúng rồi thì anh Sự mới là người cho em điện để đính chính, có nghĩa là chú cấp điện anh Sự trước thì anh Sự mới cho em lên đính trên cái Lan thì em nói là ở sau lưng có ai tham công bằng hay không, tại sao anh như vậy thì cái đoạn em không có đăng lên thì anh Sự thì theo như chị Ni nói là anh Sự có gọi điện nhờ chị Ni đính chính lại nha cô chú anh chị, những cái thông tin đó là không đúng sự thật. Thì lúc ban đầu thì anh Sử cũng có một cái hiểu nhầm gì đó cho nên là anh cũng đã về quê, nhưng mà anh cũng có nói với chị Ni lên up một cái trên một cái trang Facebook á đính chính lại thì những cái sự thật anh Sử đã nghĩ sai về Hồng Loan như cô chú anh chị và các bạn. Giờ tôi nói với chị Ni là tôi cũng lỡ rồi, tôi tôi bị tôi bạ miệng như vậy. Thì em hỏi là ai, anh Sử nó vừa xong hết vậy. Thì em mới nói anh Sử là bây giờ đang gì trong gia đình đó, anh nên nhớ là em chỉ tính chính một điều là ra nó hẹn, nhưng thật sự không phải là em hàng gian từ em mới tốt cho nó. Nhưng mà từ lúc mà em dính với anh tới bây giờ nó chưa bao giờ nó nói một điều xấu xa gì về anh hết. Thì tại sao anh lại đợi ở ngoài theo anh như vậy? Giọng anh cũng không có đi học lợi, vì ông nói với em là có một người nói giọng hết tất cả gì rồi, nó dừ đó là ai, anh phải phân định rõ ràng đúng sai, anh phải cứ rắn lên chứ. Cái gì mà cứ hôm nay nói hôm kia nói, ai đi đâu mà đi thuê người giết anh bây giờ, anh làm những cái người Việt Nam gì là làm vậy đó. Đó là nói với Loan đó là muốn cho người, anh nói là ai có người đàn ông nào cứ nhìn ông, theo dõi ông, cho nên ông khôn lắm, ông nói là hôm nay ông về thì ông sẽ nói ngày mai ông về. Đó, ông không có nói thời gian chính xác. Rồi bây giờ em hỏi anh trước, bây giờ em đứng người giữa em làm gì bây giờ? Trong khi em mới thấy cái clip chưa cấp lên 90 phút như vậy á, em không còn 90 giây 90 phút gì đâu. Em nghe không, em không nghe hết là em nghe có chuyện rồi. Thì em mới hỏi anh là bây giờ là cái cuộc gọi của youtuber với em là ai là trước ai là sau? Anh nói là cái thằng đó nó gọi trước rồi mới tới em. Thì em hỏi anh, nếu anh đã có chuyện như vậy rồi anh em đến chứ làm cái gì đó? Thì em nói là anh có lỗi, thì bây giờ anh kêu em đến chứ. Em đâu có biết được con cấp tiền hôm trước đâu, em là cái cuộc sau đó. Em cũng ở nhà em cũng không có hỏi cái chuyện xảy ra, em cũng không biết sự đây, tại vì em không chuyện ở trên đây, ông ấy đâu xuống dưới. Thì em báo sự đây mà biết đâu cũng không nói em là chú Sự đi rồi chị. Thì em điện biết đâu nói là chú Sự nói về quê có ba bệnh đó về lo cho ba rồi chú Sự lên. Đó. Em cũng không có biết chuyện gì đó, em nói thật. Biết đâu mà nó nói với em thì em đã đang nói rồi, em hỏi thật là tại vì chính sự là người kêu em điện thoại. Thôi chị nói chị điện lên, chị nhờ chị đăng YouTube lên nói cho đỡ cộng đồng mạng tấn công. Biết đâu em không biết cái sự việc trước đó là YouTuber đã điện cho Sự rồi. Sự nói những cái chuyện không hay về bên này thì em nói chú cháu đâu có gì đâu là phải phải gây tranh cãi rồi mâu thuẫn với nhau đâu. Thì bây giờ cuối cùng em mới hiểu ra sự việc à, có người thao túng thành lý nói em như bị loan á là thôi người chỉ cần sự rồi. Nhưng mà ông phải như là xác nhận cái thông tin đó đúng hay sai, ông lại ông nói những điều đó chứ. Thì bây giờ ông yên quá, cứ tự bây giờ em ra nè, bây giờ em ra quốc ra là bạn bè đây, tự nhiên cái người nào đấy không ưng anh đúng không? Thì em hỏi cho em nói đây đi, mình biết ông muốn không đâu có ưng mày đâu đi, ông muốn xấu mày đó, ông điện thoại mày ông chạy thôi chứ ông không có tốt với mày. Thì ví dụ em là cái người thiếu suy nghĩ đi, thì em sẽ nói rồi em sẽ thầu người anh liền. Còn ví dụ em là cái người mà em có tư duy, em nói chuyện với anh, em tiếp xúc với anh, em biết anh tốt với em thì có trăm ngàn lời nói đi nữa cũng bao giờ sẽ chỉ được em, anh hiểu không? Còn người anh Sử thì anh hiền quá, nhiều khi anh ra đời anh lớn tuổi của mình đó, anh quá thật thà ở miền Tây rồi thì ai thôi tốt anh tôi đúng rồi. Có khi nào con đi với con đi vô nhà này nó kêu hai thơ hại mình, người hại mình trong khi anh hiểu nói đó. Cái công chuyện đó là như vậy cho nên em nói bị rối não lên đó. Em nói với Sự cháu là Sự là bị thao túng rồi, ai đâu mà giết anh, ở đâu mà đi thôi người giết anh bây giờ. Với Loan nào mà nó đâu nó đắc ác mà nó thôi người giết anh, thì em với anh có thằng quan gì đâu mà giết anh. Ý là anh Sự trước đây anh có khuyên với Loan là coi chừng chứ đi á là có người gà vô, là con chí là sáu gà vô. Thì anh lại suy nghĩ là chắc là em nghe câu chuyện như vậy em ghét ảnh rồi em hơn người cho anh, hiểu câu chuyện không? Câu chuyện đó là như vậy. Thì cuối cùng anh mới suy nghĩ ra nó không phải như vậy, anh mới kêu em là thôi điện thoại lên YouTuber á, rồi điện thoại lên trên Facebook á, để đính chính cái việc là YouTube trước đây đã điện cho anh. Thì anh sợ là chắc là sẽ đăng lên, thì anh biết trước rồi cho nó đăng lên đi thầy ơi, để đính chính là phải nói cho nó con cháu nó hiểu lầm tội gì đó. Chứ thật sự ai đâu mà thôi đi ngồi giết ông bây giờ, anh nghĩ đi, anh hiểu không? Đó, giống như mình vững tâm, mình vững cái đi. Thì bây giờ em chỉ đơn giản em nói chuyện tôi đơn rồi, nó để thôi có biết rồi. Anh biết lý do nó đăng, nó vô nó nhắn tin nó nói sao? Đi ơi, em yêu quý chị, chị Đi ơi, em yêu quý chị, em thấy Phương Lê là hơi đăng ký với chị, chứ đồng nhưng tính nhiều phương diện tất cả Phương Lê không hơn chị. Em chặt liền, em nói nè, em à, nếu mà chị chơi với Phương Lê là hơn chị sẽ khóc là một cái người bạn mà tốt á, bạn mình hơn mình chị hạnh diện và điều đó. Tại vì những phương diện thứ nhất là Phương Lê giàu hơn chị, Phương Lê làm từ thiện còn nhiều hơn chị, Phương Lê còn tự kế hơn chị, thì bạn chị hơn chị phải yêu quý bạn chị phải đâm đậm bạn chị phải hạnh diện bạn chị. Làm sao em nói có nghĩa là những cái câu chuyện nó thao túng Phương Lê, anh hiểu không? Nó thao túng anh Sự với Lê thì em biết là những cái âm mưu đã ngay từ đầu rồi, cho nên em phật liền, em phật liền từ đầu chuyện em với Phương Lê rồi, chứ đừng nói bây giờ tới chuyện anh Sự. Anh hiểu câu chuyện không? Người mình thì mình ra đời mình lao mình nó cứng rồi, mình suy nghĩ có tư duy nó khác hơn những cái việc mà họ bây giờ họ ở quê họ đâu có biết là ra đời phải quỷ ma nhiều âm mưu nhiều kế sách như vậy đâu. Đó anh đó bởi vì em nói cháu đã gọn anh bác ơi chắc em phải nhờ anh nói cho chết được cháu đã. Bây giờ coi như là em đã nói chuyện với lại anh Sử rồi đúng không, rồi mà anh xác nhận là anh không có nói xấu Hồng Loan đúng không? Anh nói là gì nè, anh nói là do là anh nghe một cái người ở sau á nói anh đó là Loan thuê người giết anh theo dõi anh đó. Rồi anh tức quá thì anh mới nói như vậy thôi, chứ thật sự hồi trước giờ anh làm là gì anh Nam thương với Loan cũng gì anh Nam đối xử với anh thì với Loan là con gái anh. Thì em anh hiểu bây giờ nói câu chuyện là để anh hiểu được cái câu chuyện đó từ gốc từ đâu. Tại vì cái cái cuộc hỏi chị hôm qua là anh Sử là người kêu em đứng lên đính chính, nhưng mà cái youtuber điện cái ảnh trước đó hơn em, cái không phải là em điện trước đâu, điện em trước đâu đó, câu chuyện đó là như vậy đó. Thì nói chung là nếu mà được như vậy thì tốt, tại vì anh Sợ ủa sao kỳ ta mới nói tốt đó mà bây giờ ta nói xấu là sao kỳ ấy, làm cho cộng đồng mạng là đôi khi họ không hiểu rồi họ là nghĩ tầm bậy đó. Yeah. Thì em phải nói em kêu là thôi bây giờ cái câu chuyện nó đi vậy rồi thì anh Sử nói thì bây giờ anh sợ là anh không dám nghe điện thoại của ai hết, anh chỉ nghe điện thoại cũng đi thôi, thì bây giờ anh sợ cái câu chuyện nó đi ra rồi kiếm lắm anh hai ba đầu này kia đó, thì bây giờ anh mới nói là bây giờ anh không có dám điện thoại nữa, mà anh không ngờ là bên kia lại đăng ảnh lên đó. Nói xong rồi tự đăng lên chứ anh nói là không có được đăng, chứ đâu anh cho đăng đâu, bọn em đã nói trước mặt rồi. Em cũng nhờ chị Ni là tôi gọi cho chị Ni rồi chị Ni đăng lên để đính chính cho cái này dùng con cháu nghĩ tụi em nó đó, hiểu không đó. Là cái câu chuyện của em là sau khi anh thấy bên kia là anh thấy bất ổn rồi cho nên anh mới điện em đính chính, là anh kêu là từ cái câu chuyện nó như vậy thì em có giải thích lại, em chưa nói chị nhắn 2 tiếng, 1 tiếng mấy 2 tiếng là lúc anh nhắn cho em đó. Em kêu là câu chuyện nó sao vậy ạ? Cái họ mới kể cho em là cái cuộc gọi của youtuber trước cuộc gọi của em đó, cho nên anh nói là bây giờ sự việc nó vậy rồi bây giờ không dám nghe máy của ai hết. Cái còn ví dụ em có điện thoại em nói chuyện anh em mới xin phép anh ơi cái này em đăng lên được không, chứ còn không đăng ra đăng không ai dám đăng, mà ông nói em là đó em đăng lên đây thì em đăng, tại vì cái lúc mà em thiện video với ổng thì em cầm cái máy em quay thì ông kêu em để đính chính cho bé like mà tại sao là như vậy, thì bây giờ sự việc đó rồi em cũng không hiểu có chuyện gì luôn. Thì bây giờ hôm nay ông giải thích như vậy luôn thì em kể anh sẵn cái chuyện Phương Lê này, chuyện em này, chuyện ở ngoài tại bên kia nó làm tất cả mọi thứ, em biết âm mưu đồn nó rồi cho nên em không có thể nào mà giờ thao bóng được, cho em nói dân sự là nếu anh Sử tin em, anh Sử nói là thương em giống như đứa em gái, anh Sử tôn trọng em, tới ngày hôm nay anh Sử làm tất cả mọi thứ là để nó nhớ là anh Sử đừng có nghe điện thoại hết, đừng có nghe một cái YouTube nào để xuống dưới nhậu nhiệt rồi cài cái này cài cái kia. Cái em cái em nói em có để đây đâu, nhưng mà em tiếp xúc với nó từ đầu đi, em nói rằng em cũng muốn mấy rồi nè anh Quốc, làm sao mà đi theo tốt em được, nhưng phải là nó cái mồi nó cọc nha, nó thật thà thật, nhưng mà nhiều lúc nó cọc đó chứ không phải nó ngọt ngào đâu, nhưng mà cái cọc của nó cái thật, cho nên là nhiều có những cái em nói rằng đó là ở trong gia đình đó mà nếu mà không vẫn nó dễ bị thao túng lắm, nó là như vậy. Tại bây giờ mình đứng ở ngoài mình coi nó như một bây giờ mình em biết làm gì giờ luôn á, em biết luôn á. Thôi cái không sao đâu, nếu mình sống tốt mà mình được cái tốt thì em không sao đâu. Tại vì anh cứ sợ là những người mà ở trong nhà mình cái gì sợ là người trong nhà mà để cho lên mình mới là đứa em, chứ còn nếu mà ở ngoài đất, ở ngoài ta sáng ở ngoài kia thì mình sợ đâu. Nhưng mà anh hiểu không, việc trong gia đình thì vẫn ta còn nói dễ bị thao túng, các bạn nó lục đục thì em sợ đến nỗi như thế này. Anh thấy không, đi lên để tự biết bừng với Mỹ là em đã tấm em nói nè, tụi em thương Loan, Loan nó xử em sao rồi để phải bụng tâm nhà cả anh Xử luôn, em nói từ ngay từ đầu luôn. Mà cuối cùng anh thấy không, bây giờ tôi bung ra cái thông tin là có thằng nào đi ngang qua nhìn đi theo dõi anh Xử, thì anh Xử mà đánh thằng Loan như này á, nó muốn người giết ông. Anh thấy không, thôi có cái gì đó cũng được, cái gì cũng tạo cái tin giả lên để mà thao túng người này người kia. Thôi em nói với Sự, anh Xử ơi, con ai nào mà đi. Cái thông tin này nghe có lẽ là giống như là phim Hồng Kông, xã hội đen Hồng Kông, cô chú anh chị mướn người Sử theo dõi rồi, nhìn nghe ghê gớm quá. Nhưng mà nói thật với anh Sử thì chuyện gì cũng vậy, cũng có luật pháp, không có ai mà theo dõi anh, không có ai sát hại, không có ai làm gì đến anh, cho nên những cái gì cũng vậy, mình đã làm đúng thì cái điều đó là chắc chắn mọi người sẽ đứng về phía bên mình, và có những cái như về luật pháp bảo vệ mình hết, không có ai làm gì đến mình hết, cho nên là không có gì phải sợ. Và mình cũng phải có một cái chứng chắn, chứ không nên mà mình ngồi mình cứ nghe người này người kia nói thì mình chỉ nghe cái phía này mình theo phía này, mình nghe phía kia thì theo phía kia, cái đó là thật sự không đúng. Thôi người giết anh Việt rồi, anh có thấy nó giống trong phim không? Quá trời quá đất luôn rồi. Bây giờ nói cho em thấy anh cũng hết rồi, sáng giờ là biết bao nhiêu cuộc điện thoại rồi, em biết nói là sao? Thì bây giờ anh sẽ đăng cái clip này lên để cho soi dịu cộng đồng, cho cộng đồng biết là cái chuyện đó không phải vậy. Tại vì đôi khi mà cái thông tin mà cái Hồng Sử mà của cái kênh mà tin nóng mà 60s nó 60 giây đó mà nó lên một cái là nó lan rộng ra cái là copy đưa tin lên là tầm bậy bạ, nhưng là không là phiền lắm. Cho nên là mình phải có những cái thông tin mà chính xác để mình đến chính liền, đặc biệt rằng là cái lời nói của anh Sử rất là quan trọng luôn. Nếu mà được cái hồi nãy em có xin phép anh Sử cho em ghi âm lại không? Em có ghi âm lại, nhưng mà em chưa xin phép anh, em có đăng hay không? Tại vì em cứ đọc lại để em thấy được cái lời nói, sau cái việc anh đính chính đó là anh nói là sự thật, là anh không có làm YouTube điện ảnh ra cho anh không có ra, thì anh mới nói anh không có nói từ thao túng, anh nói là rất là tức quá, anh tức quá đó, mới nói là tại sao nó phải đối xử với anh như vậy, anh sống như vậy mà nó lại cho người được giết anh này kia. Tức là hôm anh có thấy giống trong phim anh mà giờ giết người Việt Nam. Đúng rồi. Thì cái cuộc anh em chỉ cái anh này nên chính là cái cuộc gọi sau này là cái cuộc của em là gọi sau chứ không phải gọi trước. Ừ, đúng rồi. Em cứ đăng lại nhưng mà thật sự để phải đăng lên thì em sẽ thấy làm chứ. Em dạ. Em nói điện thoại anh thì đăng lên chứ em không có tự đăng, em đăng lên. Còn ví dụ như em nói với em đăng lên đó, em đăng lên là em muốn kể sự thật được phơi bày hết là cái việc thật sự anh bị thao túng. Đó, anh bị thao túng có nghĩa là có người nói với anh là Loan á, cho người giết anh có thấy Loan đường không anh mất. Đúng rồi, sự quá ăn đường. Loan có làm gì không, tự giết không làm gì. Em nào là cái gì em làm cho người có tiền hơn, người hỗ trợ Loan nó là giết ổng này, cái chuyện đó em thiệt anh. Em thấy gì đâu mà thiệt, càng lúc nó càng đi xa, càng lúc những cái trò bị hỏi đơ tiền. Rồi em nói thiệt anh không biết đường nào mà đỡ luôn á, giờ em không biết đường nào mà đỡ luôn á. Bây giờ ổng sợ lắm, ổng không nghe điện thoại của ai đâu, ổng chỉ nói là nghe đúng duy nhất một mình điện thoại của em thôi. Sự anh nói anh hiền, anh nói mình hiền. Anh thấy ông ai mà nói anh hiền, anh nói anh sợ mà, giờ anh sợ cái bạn nó thì được cái gì đây. Thì kênh cuộc sống thì video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Hẹn cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Thì theo như lời chị Ni nói thì mình sẽ chờ những cái thông tin của chị Ni sẽ đăng lên cuộc nói chuyện giữa chị Ni và anh Sử sau một cái cuộc nói chuyện. Thì bây giờ xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Đừng quên cho kênh xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn.